vì sao anh em lại thọt lòi cả mồm? Thì trong video này mình sẽ đưa ra cho anh em 6 cái lý do nhé. Nếu như anh em nào đang gặp phải một trong 6 cái lý do đấy thì có thể điều chỉnh để cho mình đỡ thọt hơn nhé. Ok, đầu tiên thì đó chính là nhiều anh em là tham chơi pet đỏ, cũng giống như mình thôi. Haha, đầu game thì ai chả thấy pet đỏ là nó mạnh đúng không? Thành ra là all in vào pet đỏ, đâm ra nó lại là một cái gì đấy hơi sai lầm ở giai đoạn đầu. Chỉ dành cho những anh em nào mà có điều kiện nạp thân nhiều thì chúng ta chơi pet đỏ nó mới không bị thọt. Còn nếu như anh em nào mà nạp như mình tầm 5-10 củ đổ lại thì mình vẫn thấy một cái gì đó pet đỏ là rất khó chơi nha anh em. Nâng cấp thì nó chậm hơn này, cái việc reset ra đấy, triệu hồi cực kỳ là khó khăn. Thế thành ra nếu như mà thời điểm đầu mình all in vào em ứng long thì có lẽ bây giờ top đấu trường của mình nó cũng đã cao hơn rất nhiều rồi. Thêm vào đấy nữa là mình sở hữu thêm được một em kiểu như là ông già gì đó làm pet phụ á, thì cái chỉ số của nó cộng lên bây giờ đã rất là ok, lực chiến của nó cũng tăng lên nhiều nha anh em ơi. Nhưng mà được cái là nếu như chơi về lâu về dài á thì chúng ta cũng nên sở hữu một em pet đỏ để có thể là làm đồng hành thì nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì là linh thú thần thoại thì sẽ có 20% hiệu lực cái kỹ năng bị động này nó được kích hoạt nha anh em. Cộng thêm vào đấy nữa là 25% xác suất phóng kỹ năng trong cái turn của nó. Đấy là lý do tại sao mà anh em để những con pet làm đồng hành á thì cái tỷ lệ của nó đánh nó ít hơn những em pet đỏ nha. Cái lý do thứ hai mà anh em bị thọt lòi mồm nữa đó chính là ở trong phần thần thông này. Mỗi một cái thần thông của chúng ta đều trang bị được hai cái ấn ký mà phải lên level 50 thì mới có thể là trang bị được hai cái. Còn level 25 thì mình chỉ trang bị được một cái ấn ký mà thôi. Thì thành ra là nếu như anh em xui xui ý mà không chiêu mộ được ra những cái mảnh thần thông này để nâng cấp nó lên bậc 2 ấy, để có thể trang bị được hai cái ấn ký thì sẽ thọt lực chiến đi rất nhiều nha. Bây giờ mình thử gỡ một cái này ra là anh em có thể nhìn thấy là trừ đi tận 350 vạn điểm lực chiến nha. Cái lý do thứ ba mà khiến cho anh em thọt lòi cả mồm đó chính là chưa biết cách phối hợp linh thú này, tinh quái này cũng như là thần thông. Ví dụ như chơi né mà không có liễu đạo chân thì đúng là phế luôn. Hay đi PK mà có thêm em phù tang nữa thì chắc chắn là nó sẽ ngon lành hơn với những bạn mà không có phù tang, thiếu đi khả năng hồi sinh nhá. Hoặc nói đơn giản như ở trong cái phần thần thông, nếu như trang bị cái thần thông đe dọa giống như mình đây, sát thương gây ra trong lần đầu tấn công của mỗi linh thú tăng 22%, mà lại chơi em ong già, mà nếu như lượt nào cũng đánh mà lại chỉ được có mỗi cái hiệu quả là lượt đầu tiên được tăng 22%, các lượt sau chả được cái gì, thì ôi giời ơi, đúng là trang bị vào làm gì cho nó phí. Chẳng qua đây là mình chơi em ứng long thì ứng long thường là 5 hiệp nó mới đánh, và 5 hiệp đấy để đánh một phát kết liễu luôn thì tăng thêm 22% là mình trang bị cái này thì nó còn ok nha anh em. Cho nên cái việc phối hợp và tinh quái này, thần thông cũng như là linh thú là cực kỳ quan trọng nha. Cái lý do thứ tư mà cũng khiến cho anh em thọt Vickabill đó chính là ở trong phần bang anh em nhé. Trong phần bang của mình thì thứ nhất là anh em phải đông online một tí. Đông online thì chúng ta sẽ có thể chơi được cái sự kiện diệt yêu tà này, rồi thì trả giá nó ok. Vì trả giá được nhiều á, chúng ta lời lắm. Vừa nhận được những phần thưởng ở đây mà đôi khi còn nhận thêm được cả những cái tiên ngọc ở đây nữa, hời cực kỳ luôn. Nhưng trong trường hợp mà ba anh em mà ít online không có người trả giá thì chắc chắn là sẽ bị thọt ở đây rồi. Với cả nữa là nó luôn luôn có một cái tính năng là nạp bang. Thì nếu như số người ở trong bang của mình nạp càng nhiều thì những phần thưởng mình nhận lại được càng ok. Đấy, thành ra nếu như anh em ở trong bang top thì sẽ bù win được rất là nhiều luôn. Cái lý do thứ năm đó chính là anh em mà không có quốc ATM thì đây cũng là một cái lý do cực kỳ là chính đáng rồi. Nhưng nếu như anh em rơi vào cái lý do thứ năm này thì cũng chả có gì phải lo lắng cả, bởi vì tùy điều kiện của mỗi người đúng không? Nhưng cái lý do thứ sáu nó mới là căng thẳng này. Đó chính là anh em không có cái thời gian auto ở trong phần phúc địa này. Treo máy ở trong này ấy, tự động thuê ở đây, nó là một cái gì đấy cực kỳ khác bọt nha anh em. Nếu như anh em mà xác định chơi lâu dài thì tốt nhất là một tháng nên đầu tư 79.000 để có thể là kiếm được tổng quản chuột con. Và auto ra mỗi một ngày chúng ta sẽ có thể kiếm được hơn 1.000 đào. Hơn 1.000 đào thì tức là một tháng chúng ta đã có thể kiếm được 30.000 đào anh em ạ. Và với 30.000 đào đấy thì thôi, cả một tháng tăng lên cực kỳ nhiều lực chiến, cực kỳ nhiều level anh em nha. Thì nếu như anh em nào mà muốn biết thêm cách làm thế nào để có thể auto chuột các kiểu thì có thể xem video ở ngay trên màn hình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye!